Hello everyone, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Nightmare Gameplay của mình trong video này. Hãy bắt đầu nối tiếp game đầu tiên trong video này của bạn nào. It's Hello Neighbor, let's go. Okay, we have a new game in this game right now. Đếm ách đầu tiên là bạn ách one. Ok, start to skip. À, hãy cùng mình khám phá căn nhà của anh xóm này các bạn. Xuống đây tập hàng cả. Cuối cùng bạn vào đây trên chiếc máy cấp điện mà chúng ta cần phải bật lên các bạn nhé. Chờ đi còn.
con đấu với cháu vừa thông vừa ngoại đó các bạn. Ok, vậy là chúng ta đã bị bắt. Đây là bối cảnh sau khi chúng ta đã bị giam giữ, giam giữ ở trong cái phòng đó. Giờ là lúc cho phần chủ thác ở đây các bạn nhé. Hãy chờ người đến một cửa chúng ta. Sẽ có một cô bé các bạn đến một cửa chúng ta mà chúng ta không biết đấy là ai. Cùng khám phá xem. Bắt đầu nào. Lên trên nào.
cho chưa bạn rồi bạn. Bút rất là ở đây có một chiếc hòm cả. Đi lên trên thì sẽ có một vàng trong tay nào các. Thank you.
phía ngoài các bạn cho em đi xe tới các bạn nhé. Đi vào đây nào tối các bạn. Những cái cửa mở hay không mở đều phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng thiết bị bên ngoài các bạn. Nhưng tự nhiên mình có ban ngày và ban đêm đều như thế các bạn. Chào lên các bạn. Open it. Ok, không có chìa khóa thì tiếp theo nào. Security cho vào đây. Find a way to miss the ring in this mission. Let's go. What should I wear to the masquerade party? Of course, I can look good in everything. Đây các bạn, cho các bạn cắt được khẩu bao mà.
ားပေးပြီ
ကျွန်တော်လေးပါသာရတော့ကျလိုက်ရမှာ။တော့ကျလိုက်ရမှာ Scary horror game. Let's play. Okay, continue.Như mọi người có thể cũng đã biết là cho cần phải nộp đủ 20 ví tiền để đây thì chúng ta có thể gọi nhé. Cũng rất dài ngay nào. Yeah. Lâu trên này vậy.
our stories behind us. Tiếp theo nào. Paris Basics Classics. Chuyển sang thực hiện tiếp theo luôn nhé. Baby in yellow. Press here to start. TV on the sofa. Cô nên kiểm tra phòng baby nào các bạn. Và sẽ kết thúc đêm thứ nhất này các bạn nhé. Đêm này qua một đêm càng ngày càng hấp dẫn các bạn, hãy theo dõi nào. Press to start live stream. Điện hả? Chiếc bìm bay một cách kỳ diệu các bạn, cho gần bắt nó này. Trong cái phòng parent này các bạn có chiếc talisman, talisman and their uses in child care.
baby to bed. Tôi vừa nhóc nó bây giờ rồi bạn. Em cứ đi đi ạ. Và đây là đêm thứ ba các bạn, cũng là đêm cuối cùng, hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra với baby in the yellow nào nhỉ. Start right now. Chắc còn chưa kịp ngồi được cái sofa này các bạn. Oh my god, sân nhà cường như bắt đầu thay đổi các họa tiết này các bạn. Oh, what happened? Nào. Bây giờ chúng ta thay bìm cho baby các bạn. No, oh my god. Phải cập lên phòng ngay các bạn. Get better talisman from upstairs các bạn. This room. And I take it. You pick up talisman and go down here. It's just a baby with a tennis man right now. Right now. Oh my god. Okay. Cô đi lên phòng nào bạn. Cô xem chuyện gì sẽ xảy ra. No. Oh my god. Scary. Cô có phòng xem nào bạn. Oh. Okay. Và đây là có bối cảnh kết thúc của đêm này bạn. Good night. Yeah, anh cùng bạn chuyển qua tình hình tiếp theo nào. Scary chow. Level 7. Đây là phòng ngủ, hãy nhớ đây là phòng ngủ bạn nhé. Và đóng cái cửa này. Lock the bedroom. Cho mình cái thứ vào đây các bạn. Mommy, I love you. Cái nữa scary child ngoài đây là bạn. Đây, khám hiện. Friday the 13th. Breathing. Put something in front of the list, the official. They never catch my special boy. Chắc chắn nó dưới này nè bạn này. Chắc chắn này. Cô cài xuống này. Finish her. Ok, như vậy mình đã hoàn thành xong level này. Cùng các bạn chuyển qua tình hình tiếp theo nhé. Đó chính là Crazy Granny Craft. Granny Fudge. Thank you.
Okay, và đây qua là tựa đề cuối cùng cho video mới cho các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trong channel Horror Nightmare Gameplay mình nhé. Thank you.